Rồi hello anh em bà con cô bác nha. Em ô tô đến thành Bến Tre nè. Chiều hôm nay á em quay lên em sẽ giới thiệu anh em một con xe. Thật sự mà nói xe này rất là cọp luôn. Á, cọp chỗ nào anh em chờ tí em quay một cái dòng xe anh em nhìn nha. Nhưng mà nó cũng có sẽ có một hai chỗ xấu tại vì nó theo năm tháng. Thì con này là Ford Laser đời 2000 đăng ký 2001 nha anh em ha. Để em đi vòng quanh anh em nhìn nè. Bốn mâm lớp vỏ là mới tinh luôn, zin đét luôn nha anh em ha. Nước sơn này thì anh em khỏi chê rồi. Dòng này thì xe cán bộ đi. Thật sự mình nói đúng là xe này của cán bộ đi luôn nha. Nhưng mà vừa hưu rồi ảnh sang tên, ảnh ra tên, ảnh ra biển số trắng anh bán lại. Đó, cái chỗ xấu này em quay trước mặt anh em nhìn nè ha. Đó, xấu là cặp đèn. Nhưng mà ngày mai á là em sẽ đi bu lia cái đẹp đèn này lại rồi là nó thành mới giống vậy nè. Anh em sẽ thấy mới giống vậy nè. Đó, hiện tại bây giờ nó cũ nhưng mà ngày mai em sẽ làm cho nó mới lại. Nhưng mà em cũng chưa có là quay chi tiết để anh em nhìn đâu. Nhưng mà tại vì nhiều anh em điện quá em sẽ quay lên cho anh em nhìn sơ tổng thể cá nha. Thì xe này thì đời 2000 đăng ký 2001, nội thất thì cực kỳ đẹp rồi. Nội thất là nỉ zin theo xe, kêu chỉ zin xe đi, đầu đít không lỗi, không có đụng gì nha anh em ha. Không có dấu hiệu da đông va hay là ngập nước gì hết nha. Xe này em bán cam kết thì em chạy cực kỳ ổn định luôn. Cực kỳ ổn định, xe này rất là đẹp đó nha anh em ha. Nội thất nỉ zin theo xe. Đó anh em nhìn, dàn ghế nỉ nè, mở ra thông phức luôn anh em. Có ghế tựa tay nè, đã chưa? Ghế nỉ êm lắm anh em. Đó, êm lắm. Hai dùng lạnh luôn nha anh em ha. Hai dùng lạnh nè anh em thấy không? Hai dùng lạnh luôn. Kính bấm nè, cần nỉ zin luôn nè, càng lo hay lo phía sau lớn chẽn luôn. Đó. Sàn của nó nè anh em không, cửa đóng còn phịch phịch luôn, vô lăng bốn chấu hai cái càng kế bên đó. Củ số này giống cái kiểu anh em để ý nha, cái củ số này cái kiểu bây nè, nó giống như con Vios đời 2018 số sàn á. Củ số nó tròn tròn nè, nhìn nó đã ha, vừa tay lắm, còn tròn xe đã ha. Đó, thân tay cũng còn ok nè, xe đĩa thấy đi nhiều anh em nhìn thân tay nó mòn hay chưa mòn anh em sẽ biết không, nó mòn hay chưa mòn là không. Đó, vô lăng nè, nếu mà xe đi nhiều vô lăng nó sẽ bị chóc nha nè, và nó xùi ha. Xe đĩa thì anh em nhìn nè ha, nó chưa có hư cái da vô lăng nó chưa tróc luôn nè anh em không. Đó, túp lô túp ly quá đẹp luôn. 20 năm mà đẹp như thế này anh em có tin không? Em chưa tin luôn, không biết chủ xe chạy kiểu gì mà sao đẹp như vậy luôn, em cũng không ngờ luôn. Đẹp thật sự mà nói đẹp. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn cái càng thắng mà đạp da nè. Đạp da, đạp thắng và đạp côn nè anh em nhìn thấy không? Cái gì cui luôn. Gương kính chỉnh điện, kính auto nè anh em thấy không? Đó, nóc à. Nóc là chưa có dấu hiệu mà nó là chưa có dấu hiệu là vẫn bị bung nóc hoặc là bị hở con nha anh em ha. Rất là ok luôn. Sàn cứng thừ nha. Chỗ này là cứng thừ luôn nè. Cái nóc là nó mềm bình thường ha, con này cứng thừ nè. Đó, em đập rớt đồng hồ ra luôn. Đó, đẹp chưa? Anh em thấy đẹp ok không? Đó, cho anh em cảm nhận nhìn nè. Rồi xong em quay cái gầm cho anh em nhìn nha. Gầm con này thì nói chung là cũng tương đối là ổn định đó anh em ha. Cổ bô là anh em chưa có thấy dấu hiệu mà nó bị đóng hơi đổ khói anh em không? Nè. Anh em thấy không nè. Nó chưa có dấu hiệu đổ khói ở trong này anh em không? Sàn nè. Sàn còn khá là mới nha anh em ha. Để mở capo lên em quay cho anh em nhìn. Cái đèn này không quan trọng nên anh em, nhưng mà em bu lia lại là hết à. Sao mở không được ta, đây. Đó. Máy móc của này thì thôi khỏi chê rồi, cực kỳ êm luôn. Để em chống lên cái em vô lấy chìa khóa cái nha. Quay mà quên lấy chìa khóa tiêu. Thì em tình trước cái đầu gì đâu mà không nhớ gì, khách điện họ nói chuyện cái ngáo ngáo luôn. Xe này mới cà luôn anh em nhìn không, nhìn vậy là anh em biết xe đó, xe mới ra tên này không, tem logo của nó ngày xưa tới giờ này nữa không, cực kỳ đẹp chưa. Xe đầu đít không lỗi nha anh em ha, xuông đầu nè, đó tem nè, két nước nè, két nước chưa dấu hiệu hàng luôn, két nước zin chưa có dấu hiệu hàng luôn là biết xe đít rồi ha. Đó, rất là chuẩn luôn. Xe này capo nè anh em nhìn là keo chỉ nè. Em chưa rửa nó dơ quá anh em nhìn nè. Nhìn nè không? Anh em biết không? Tại vì không có thời gian anh em, làm quá không có kịp. Chắc ngày mai mới đi dọn lại được. Anh em thông cảm nha. Đó. Đẹp ghê ha. Nghiêm lấy chìa khóa nha Nghiêm. Cái chì mà hai chì á. Chìa khóa xe phone ờ. Cái mà hai chì cộng chung vô một á, hai chì bình thường không có chìa bấm á nha. Bình nước phụ nè. Nước phụ nước xanh luôn là anh em biết xe đi kỹ à. Thường thường nếu mà em đi em cũng đi nước trắng à. Mà khách này đi kỹ ha, đi nước xanh là biết xe người ta cưng cỡ nào á. Xe tầm tiền 100 hơn ha. Anh em có xe Ford của Mỹ chạy cực kỳ sướng chưa? Con này em bán một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em luôn nè. 115 triệu.
115 triệu anh em sở hữu con Ford của Mỹ nha. Đó, thương hiệu logo Ford nè. Chạy mấy cái này đơn giản không gì hết, anh em muốn em tút giùm miễn phí luôn, không tính tiền anh em luôn nha. Đầu đèn em cũng làm miễn phí luôn, không tính tiền cho anh em luôn. Cái này nè. Chắc là chìa này quá anh em. À Ford nè. Logo của Ford là nó rồi, đúng rồi. Để em vô em nổ máy nha. Anh em nhìn em nổ máy nè. Máy rất là êm luôn nè. Vừa mở lên là máy lạnh, lạnh teo luôn. Cái này là cái gì đây? Sổ tay hướng dẫn. Trời, cái sổ gì 20 năm mà bây giờ còn luôn trời. Ông thần ơi, anh em có tin được không? Hướng dẫn sử dụng xe Ford Laser. Chứ xe 20 năm rồi còn, mà còn cái sổ. Bó tay, không thể tin được. À, zin nè, anh em nhìn nè không? Trần nỉ quá đẹp luôn, không có chỗ nào để chê được nha anh em ha. Xe này chê gì nữa, chê có 100 hơn, 115 triệu anh em. Có con Ford của Mỹ, nội thất ghế nỉ nè, ghế ga da đẹp cực kỳ. Ghế nỉ rồi cái ốp nỉ là bằng da nè ha anh em. Sần đẹp ghê chưa. Kính nè. Đó. Kính chạy ngon lành Vivu chưa. À, để em lấy kính này ra, cái gương kính chỉnh điện không biết xài được hay không, để em thử luôn. Nhiều khi á anh em lu bu quá, em quay mà em không thử những chi tiết lặt vặt này, em giao xe nhiều khi khách hàng cự em, khách hàng la em, thật sự em xin lỗi. Tại vì nhiều khi em quá nhiều việc, em không có thử những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, cho nên nhiều khi bị bắt lỗi, bởi anh em thông cảm nha. Thì mấy lần sau em sẽ cố gắng khắc phục lại ha. Tại do dịch này nhân viên nó nghỉ có mình em làm cho nên không có sẻ, cho nên không có làm kịp. Gương kính chỉnh điện còn xài được, ok bình thường nha anh em nhìn thấy không nè. Đó. Ok chưa? Còn ok nha. Gương kính bên đây cũng ok luôn. Đó, còn đầy đủ bình thường hết. Vô lăng 4 chấu nè. Càng nè. Càng tiếng hơi nhỏ không được lớn nha anh em. Đồng hồ không báo lỗi nha. Odo chuẩn 260.000. Xăng đang hết. Rồi đó, em sẽ quay chi tiết tắt tần tật cho anh em luôn. Em đang quay mà khách gọi quá trời luôn. Cabo gì cui luôn nè. Anh em không? Gì cui luôn. Kính này cũng gì cui. Máy đang nổ nè. Máy đang nổ rất là êm luôn. Đang bật máy lạnh luôn anh em. Không có dấu hiệu đổ hơi, đổ khói nha anh em ha. Anh em mua về yên tâm sử dụng nha. DOHC 16 van nè, Ford nè. Nó kêu SSS đó là máy lạnh nha anh em ha. Cái quạt máy lạnh nó cọ gì đó. Hình như nó cọ gì nè. À nó cọ, cọ gì ta. Nó cọ hay nó kêu cái nó kêu gì. Nó kêu cái dây cooler đó. Để em tắt máy lạnh thử nha. Tắt AC à, tắt quạt nè. Rồi kêu dây cua gô quạt rồi, ông ơi chết rồi. Anh em về chịu khó thay dây cua gô quạt nha. Theo em độ là vậy, bây giờ nó hết kêu rồi đúng không. Máy số cực kỳ em nè, bật máy lạnh lên nó kêu tẹt tẹt tẹt, hình như là bị cái quạt á. Cái quạt lạnh á anh em. Nước kiến. Xe đẹp quá. Giá tiền này vỏn vẹn 115 triệu, anh em không mua xe nào. Giờ này em thật sự nó thích hợp cho những anh em mà khoảng U40 trở lên nha. U40 trở lên là nên lựa chọn, nên mua con xe Ford này. Tại vì nó giá rất là hợp lý, cái màu sơn rất là chuẩn luôn, chuẩn chạc nha. Mang đến sự thành công cho anh em ha. Màu sơn rất là chuẩn chạc luôn. Anh em nhìn, quá đẹp nha. Rồi anh em nào mến thì cứ nhắc máy lên, alo cho Nguyễn Thịnh, em số điện thoại là 0834333371 hoặc là 0397026935. Em là Thịnh Bến Tre, hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh em và giao lưu trao đổi với anh em, hỗ trợ định giá tất cả loại xe cho anh em luôn. Cảm ơn em nhiều nhiều nha. Anh em nào mến em cho xin một like để cập nhật nhiều video từ bên em nha.